Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đấu tố thành bưởi, trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất Ngày 6 tháng 11, báo Tiến Dân có bài Thành bưởi và đấu tố kiểu cải cách ruộng đất của nhà báo Nguyễn Thông Theo tác giả, điều cần khẳng định ngay từ đầu Thành bưởi là công ty tư nhân, một doanh nghiệp hàng đầu về giao thông Nhất là vận chuyển hành khách ở miền Nam trong vòng hơn 20 năm trở lại đây Nói không quá, Thành Bưởi là đại gia vận chuyển. Nhiều công ty nhà nước về quy mô, hoạt động, sự phục vụ hành khách, việc đáp ứng nhu cầu của cuộc sống phải sách dép cho họ. Tác giả cho biết, hồi những thập niên 10 thế kỷ 21 này, khi phương trang thuận thảo, cút tụng, cút tư, còn khiêm tốn, thậm chí chưa là gì, thì cái tên Thành Bưởi đã nổi như cồn. Những người thường xuyên đi lại trên tuyến Sài Gòn-Đà Lạt chắc hẳn có nhiều kỷ niệm khó quên với Thành Bưởi bởi nếu không có nó thì những nhà xe lặt vặt cả công lẫn tư sẽ hành mình không biết đến bao giờ hình ảnh bài trên báo tiến dần tác giả nhận xét khá nhiều tờ báo in có tòa soạn tại sài gòn muốn phát hành sớm tới tay bạn đọc kịp giờ ăn sáng uống cà phê ở các tỉnh đông nam bộ và tây nguyên đã được thanh bưởi hợp đồng giúp đỡ nhiệt tình vận chuyển chỉ có điều sau khi báo đã đủ lông đủ cánh in tại chỗ không cần lụy thanh bưởi nữa không xin được quảng cáo nữa lúc bạn bưởi bị nạn thì quay ngoắt bởi lòng tìm vết đánh thành bưởi tới tấp chẳng hạn thống kê trong một tháng có bao nhiêu vụ chạy quá tốc độ tác giả dẫn cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 11 tại đó ông Sô so, phát ngôn Bộ Công an và ông Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi Bộ Tài chính người nói thành bưởi có dấu hiệu trốn thuế người thì hé lộ đã có nhiều tố giác tội phạm liên quan tới thành bưởi vân vân quyền trong tay nhà chức trách nói gì làm gì chả được chỉ cần đúng pháp luật tác giả cho rằng thành bưởi là một doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật và nhu cầu của cuộc sống phục vụ người dân theo thỏa thuận về dịch vụ giá cả nếu làm không tốt thì khách sẽ tẩy chay nếu vi phạm pháp luật thì cứ chiếu theo pháp luật mà trừng trị những vụ việc con người cụ thể không nên vơ đũa cả nắm xử theo kiểu tước giấy phép bắt ngưng hoạt động đóng cửa một doanh nghiệp dù là một ngày hay một tháng, nói chi đến ba tháng. Hình ảnh trụ sở thành bưởi bị công an khám xét. Tác giả bình luận các nhà chức việc, quan quyền, phát ngôn, các cơ quan báo chí ăn theo, không phải không biết, đằng sau những cái gọi là vi phạm ấy có cả nghìn người lao động chân chính sống nhờ vào công việc làm ăn ổn định ở thành bưởi. Rất nhiều gia đình trông chợ vào nguồn thu nhập từ thành bưởi và không thể tính đếm được những người dân có nhu cầu đi lại trên những tuyến đường mà Thành Bưởi đã hoạt động chuyên chở lâu nay. Tước giấy phép hoạt động của Thành Bưởi 3 tháng, đầu chỉ liên quan tới cái tên Thành Bưởi. Thành Bưởi nếu vi phạm pháp luật thì cũng như nhiều doanh nghiệp sai phạm khác như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Tân Hiệp Phát. Đương sự nào phạm tội cứ chiếu theo luật mà xử lý. Bắt giam Trịnh Văn Quyết không có nghĩa là phải đóng cửa FLC, Bamboo truy diệt tới cùng doanh nghiệp đẩy hàng nghìn hàng vạn lao động ra được máy bay của bamboo vẫn được bay tại sao buộc mấy trăm chiếc xe khách hiện đại của thành bưởi trầm mền 3 tháng trong khi người dân đi lại còn khó khăn vất vả tác giả nhận định chấn chỉnh thành bưởi là việc cần thiết để không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông những gian dối vi phạm như vừa rồi và không chỉ hãng xe này tất cả các hãng xe khác cũng cần bị soi Ai dám cầm đoạn các hãng xe khác không vi phạm, có khi chỉ là chưa lộ ra mà thôi. Tác giả so sánh việc đấu tố thời cải cách ruộng đất thập niên 1950 với phát ngôn của ông Xô, so, ông Chi về thành bưởi, nó nà ná nhau. Vì có quyền thì có luật, nói gì làm gì cũng được, bắt người khác phải theo, không ai dám chê là sai. Tác giả cảm thán đã hơn nửa thế kỷ rồi, các vị nay đừng dẫm vào vết đấu tố gây bao nhiêu hệ lụy bắt dân phải gánh chịu như thời mang rợ nữa quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin đấu tố thành bưởi trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất sự khác biệt về giao thông giữa hai miền Việt Nam trước 1975 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 báo Tiến dân đã đăng liên tiếp năm kỳ loạt bài từ chuyện thành bưởi bị hành nhớ khổ nạn đi lại năm xưa của nhà báo Nguyễn Thông. Nhân vụ thành bưởi tác giả nhớ chuyện đi lại những năm nào thời bao cấp ở miền Bắc trước và sau năm 1975, ở miền Nam sau năm 1975. Đó là một chương sử hải hùng khổ nạn, con người bị hành hạ như con vật. Tác giả nhắc lại việc bản thân từng bị tuyên truyền, bị giáo huấn hồi tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên về cái gọi là chìm đắm rên xiếp màn đêm đen tối của cái chế độ mỹ ngụy tàn bạo khi so sánh với những bức ảnh sống động được chụp tại xã hội miền Nam trước 1975. Điều khiến tác giả rất sửng sốt trong những sự bất ngờ đó là phương tiện đi lại. Nó nói lên sự khác biệt của hai miền. Hình ảnh kỳ năm của loạt bài đăng trên báo Tiếng Dân. Những nẻo đường miền Bắc thời ấy thập niên 50-70 trông thật nghèo nàn, thiếu thốn, sơ sát, Chúng phô bày ra trên từng mét đường, có muốn giấu, có muốn che đậy cũng không giấu nổi. Trong khi đó, tác giả so sánh, nhiều bức ảnh ngay trong những năm 57-58 đường xá Sài Gòn đã nhan nhãn xe taxi. Thập niên 60, ô tô chạy như mắt cưỡi. Tác giả nhận xét, nếu xe khách là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân miền Bắc, thì xe đò trong Nam lại hoàn toàn khác. Những hãng xe đò Hưng Long, Hưng Phú, Vì Long, Thuận Thành, Thuận Hiệp, Tân Hưng, Phước Hòa, cơ mang là những hãng xe tư nhân, đếm không xuể. Tác giả nhắc lại bộ phim Chuyến xe Bảo Táp ra đời năm 1977 của đạo diễn Trần Vũ, mà bây giờ thì được coi như là chuyện cổ tích, chỉ có những thế hệ sống vào những năm tháng ấy mới thấy rợn người. Tác giả nhắc lại ký ức khi lên 9 tuổi vào năm 1964, mỗi lần đi từ làng quê của tác giả về Hải Phòng cách 23 km, thì chỉ có đi bộ do không thể bắt được xe. Đố ai giành được vé xe với người nhà nước và con buôn trên những chiếc xe ca cũ kỹ, tạm tạch, không cửa kính, ghế đổ nát siêu vẹo, người ta nhét khách lên như bọn buôn lợn. Khách đứng nhiều hơn khách ngồi, đúng nghĩa là hành khách. Vậy nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn khốn nạn ấy. Hình ảnh những chuyến xe bảo táp ở miền Bắc. Tác giả cho biết trước và sau năm 1975, Thủ đô chỉ có hai bến xe khách chính là bến Nứa, Long Biên và bến Kim Mã. Giờ nhớ lại hai cái bến ấy với những chiếc xe cao quốc doanh hiệu thống nhất, Ba Đình, Rượu Rã, cảnh người chen chúc xếp hàng trong những lối chằng dây thép gai, chịu sự khủng bố của đám tài xế phụ xe, nhân viên bán vé trong quầy, không thể tưởng tượng được tại sao con người lại bị đầy đọa khốn khổ đến vậy. Tác giả bình luận khi mà nhà nước xã hội chủ nghĩa nhúng tay vào chỗ nào thì chỗ ấy đầy bi kịch con người như đám cỏ bị chà đạp chỉ một nhân viên bán vé trong quầy cũng có thể quát nạt hạch sách đòi hỏi vặn vẹo vùi dập bất cứ ai nói chi quan này quan nọ bến xe thời bao cấp là một thế giới thu nhỏ của các xã hội đầy bất công và tội ác theo tác giả sau khi đánh thắng hai đế quốc to những người cộng sản nhất là mấy ông kểnh lê duẩn lê đức thọ đỗ mười coi trời bằng vùng, tự đất Họ vênh vang tuyên bố từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù. Đường lớn xã hội chủ nghĩa rộng mở thênh thang, chả mấy chốc nữa ta sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Hình ảnh bến xe Sài Gòn chợ lớn năm 1965. Ông Dũng nói chúng ta sẽ vượt cả Nhật Bản, đi đâu chỗ nào cũng thấy băng rôn khẩu hiệu về chủ nghĩa xã hội. Tác giả cho hay, ông đã sống những năm tháng dữ dội ấy, đã chứng kiến tất cả, và mau chóng nhận ra rằng người ta đã ngu dốt phá nát nền kinh tế miền Nam, thì sự thành công của chủ nghĩa xã hội còn xa vời lắm. Nền kinh tế miền Nam đang huy hoàng phát triển là vậy, chỉ vài nhát quét bằng chủ trương này nọ, họ mau chóng đưa về tầm ngang bằng miền Bắc để cùng nhau thụt lùi. Hệ thống cửa hàng thương nghiệp nhà nước ban đầu sau tháng 4 năm 1975, còn có hàng tồn kho, hàng chiếm đoạt được từ bọn tư sản bốc lột, đem phân phối cho cán bộ công nhân viên, nhưng chỉ một thời gian ngắn cũng hết. Sau đó là gạo hẩm đầy bông cỏ hoặc sạn, còn lại là mì sợi, củ mì, sắn và hạt cao lương, hạt bò bò. Hàng hóa hiếm một thì xăng dầu, nhiên liệu hiếm mười. Cả thế giới cấm vận không thèm chơi với anh hùng đang kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ. Không có xăng, xe cộ, ô tô, xe máy thành cục sắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Sự khác biệt về giao thông giữa hai miền Việt Nam trước năm 1975. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê